gian như làn khói, tình trôi qua như là giấc chiêm bao. Ôi tình đời bỡ ngỡ cần xui, tình là tình nhiều khi không mà có, tình là tình nhiều lúc có như không. Ngày em ơi em về quá đi thôi, áo trắng trắng xóa cho muôn đời, tình cho đi cho từ lúc quen xa cho thật nhiều vẫn ngỡ chưa từng cho, tình cho đi nhưng chẳng nói năng chi nên ngập ngừng mãi mãi mối tình không. Kỷ niệm nào chờ em nơi đường vắng, kỷ niệm nào là những ngón tay đàn, thôi thì mình đành cứ mãi xa trong. Lại một lần tình có cũng như không, lại một lần tình có cũng như không. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
khắp sân trường. Hành lang ấy xa dần xa bước chân người. Bạn thân hỡi, ta khắc ghi trong lòng những ước mơ hồng ngày tháng chờ mong. Dòng lũ bước chưa kịp khi đã ướt nhẹ, cánh hoa thắm chưa kịp trao tay một lần. Kỷ niệm đó trong chiều mưa tan trường, giờ có đâu nữa. Ai yêu ai quên ai giận hờn, buồn cánh phương xa khi ta chưa tới không đây. Cho một ngày mai mai bồi hồi nhặt lá vàng mới khi xưa một mối tình thương. Tiếng hát hòa theo nhịp vui cùng gió thấp thoáng giọt sương, cùng trên bầu lá tiếng nói đùa vui cùng bao nắng xuân đang về. Và mặt trời dưới sân sâu tiếng cười lòng bay bất ngờ, trong đêm trong gió những chiếc áo dài thưa tha. Và mùa xuân đến mau cùng có những cơn mưa đông, làm ướt áo ai trên con đường về. Yeah, yeah. Trong đêm chung kết toàn quốc và trao giải của cuộc thi Miss Áo Dài Nữ Sinh Việt Nam năm 2013. Quý vị và các bạn thân mến, vượt qua hàng ngàn thí sinh xuất sắc nhất trên cả nước, ngày hôm nay 20 thí sinh xuất sắc nhất của cuộc thi trong đêm chung kết Miss Áo Dài thật sự là những gương mặt sáng giá cho danh hiệu cao quý nhất Miss Áo Dài Nữ Sinh Việt Nam 2013. Và ngay bây giờ, xin hãy dành một tràng pháo tay thật lớn để chào đón sự hiện diện và phần thi tự giới thiệu của Top 20 Miss Áo Dài Nữ Sinh Việt Nam 2013 trong ngày hôm nay. Xin chào tất cả quý vị, em tên là Trần Ngọc Phương Trinh. Em đến từ trường Trung học Phổ thông Bùi Thị Xuân, thành phố Hồ Chí Minh. Chào quý vị, em tên là Lê Phương Nghi, đến từ trường Trung học Phổ thông Bùi Thị Xuân, thành phố Hồ Chí Minh. Số báo danh của em là 220. Chào quý vị, em tên là Hồ Nguyễn Hồng Uyên, số báo danh của em là 277, em tới từ trường Trung học Phổ thông Nguyễn Thái Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Chào quý vị, tên là Lý Thiện Tâm, số báo danh của em là 309, em đến từ trường Trung học Phổ thông Vũng Tàu, thành phố biển Vũng Tàu. Chào quý vị, em tên là La Bội Ti, số báo danh của em là 373, em đến từ trường Trung học Phổ thông Mạc Đĩnh Chi, thành phố Hồ Chí Minh. Xin
chào quý vị, em tên là Huỳnh Kim Vi, hiện nay là học sinh trường Trung học phổ thông Mạch Đỉnh Chi, thành phố Hồ Chí Minh. Số báo danh của em là 382. Xin kính chào quý vị, em tên là Võ Thị Thùy Dung, số báo danh là 408, em đến từ trường Đại học Cần Thơ, thành phố Cần Thơ. Chào quý vị, em tên là Võ Thị Anh Thư, là học sinh trường Trung học phổ thông Châu Văn Liêm, thành phố Cần Thơ. Số báo danh của em là 429. Xin chào quý vị, em tên là Phan Linh Chi, số báo danh 449, đến từ trường Trung học phổ thông chuyên Hoàng Văn Thụ, tỉnh Hòa Bình. Kính chào quý vị, em tên là Lê Phan Mỹ Hạnh, số báo danh 496, đến từ trường Trung học phổ thông Lê Quý Đôn, thành phố Hồ Chí Minh. Xin kính chào quý vị, em tên là Huỳnh Cẩm Tú, số báo danh của em là 505, em đến từ trường Trung học phổ thông Trần Khai Nguyên, thành phố Hồ Chí Minh. Chào quý vị, em tên là Trần Viễn Ngọc Linh, số danh 510, đến từ Học viện ERC, thành phố Hồ Chí Minh. Xin chào quý vị, em tên là Trần Thị Noel, số báo danh 512, em là sinh viên Học viện Hàng không Việt Nam, thành phố Hồ Chí Minh. Xin chào quý vị, em tên là Trần Thu Trang, số báo danh 520, là sinh viên trường Đại học Melbourne ở Úc. Em đến từ Hà Nội. Xin chào mọi người, em tên là Hứa Ngọc Ngân, em đến từ trường Đại học Công nghệ Kỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh. Số danh của em là 524 ạ. Xin chào quý vị, em tên là Nguyễn Kiều Diễm, hiện đây là sinh viên năm 2 của trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật thành phố Hồ Chí Minh. Số báo danh của em là 540. Xin chào tất cả mọi người, em tên là Nguyễn Trần Khánh Vân, số báo danh của em là 555. Em đến từ trường Trung học phổ thông Lý Tự Trọng thành phố Hồ Chí Minh. Mọi người, em tên là Nguyễn Thị Quỳnh Thư, số báo danh của em là 597, em đến từ trường Đại học Tôn Đức Thắng, thành phố Hồ Chí Minh. Xin kính chào quý vị, em tên là Nguyễn Trần Tường Vi, số báo danh của em là 601, hiện em đang học tại trường Trung học phổ thông Mỹ Hiền, thành phố Đà Nẵng. Chào quý vị, em tên là Nguyễn Lê Bảo Ngọc, số danh 604, em đến từ trường Trung học phổ thông chuyên Lý Tự Trọng, thành phố Cần Thơ.